Ngập trong tim nha. Dạ chào chị, em tên là Trần Văn Báu và năm nay em 20 tuổi. Dạ em bị khuyết tật là từ bẩm sinh hay là như thế nào em? Dạ vâng, em bị bẩm sinh, khi sinh ra là đã bị rồi đó. Hôm nay thì chương trình Ngọc trong tim cũng là cầu nối của các mạnh thường quân với khán giả và các bạn khuyết tật, thì cảm giác của em hôm nay như thế nào? Dạ vâng. Chương trình Ngọc trong tim là em đã được nghe nói về chương trình này và em cảm thấy đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, và tụi em không những bản thân mà tất cả mọi người, tất cả tụi em cảm thấy rất là hào hứng, rất là hứng thú và để chờ mong chương trình này đã diễn ra. Hôm nay thì là tất cả các khách mời cũng như các ca sĩ, nghệ sĩ trình diễn ngày hôm nay đều là khiếm thị. Thì thông điệp của Ngọc trong tim muốn nhắn nhủ đến tụi em rằng là sẽ rất gần khoảng cách hơn giữa người khiếm thị với những bạn khuyết tật khác. Thì chị hy vọng là tụi em sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục trên con đường học của mình và cố gắng trong cuộc sống sau này. Chúc em có một buổi nghe nhạc thật là thú vị nha. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Và cũng thông qua chị thì em cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các ca sĩ, nhạc sĩ và những người đã cùng làm ra cái chương trình này để đem đến cho chúng em những cái nghị lực, một cái chương trình rất là ý nghĩa. Em cảm ơn. Em nhà nhà các cụ luôn khác luôn. Hy vọng là mọi người sẽ giữ được cái ngọn lửa như này đến cuối chương trình dành cho tất cả những các tiết mục biểu diễn cho ngày hôm nay, đúng không ạ? Phúc rất là vui là Hà Văn Đông đã mở đầu chương trình ca nhạc. Bây giờ xin mời cô Ray, là cô đã là người Hoa Kỳ mà đến Việt Nam cũng trên 10 năm, rất là lâu, và cô có vài lời tâm sự với quý vị và các em bằng tiếng Anh. Các em cũng phải đã học tiếng Anh, các em cố gắng hiểu nha. Rồi cái gì em có thể em dịch ra lại. Cô Ray, dạ. Ok, rồi xin mời Ray. You have 1 minute. Anh Đạt sẽ dịch ra tiếng Việt cho em. Cảm ơn Thanh Lê for inviting me today. Love doing. Very happy to be here. Thanh Lê, please, you and your group continue to pay attention to people with disability in Vietnam. Tôi rất là vui khi được đến một cái buổi rất là vui như ngày hôm nay. Thanh Lê và nhóm Ngọc trong tim hãy tiếp tục những công việc để mọi người chú ý đến những người khuyết tật xung quanh. It's very important. It's very important that you pay attention and also listen to their needs and voices and see how you might respond here in Vietnam. Một điều rất là quan trọng ở Việt Nam tức là mọi người phải nên lắng nghe những cái nhu cầu, những tâm sự của những người khuyết tật khi để coi họ cần cái gì, họ phản ứng như thế nào. I have been here now for 18 years in Vietnam and I keep coming back because I feel that the people with disabilities, especially the blind community, needs your help and support. Tôi đã ở Việt Nam 18 năm nay rồi mà tôi cứ trở về cái đất nước này hoài bởi vì tôi thấy cái người khuyết tật ở đây. Thứ nhất là những người cộng đồng của người khiếm thị, đặc biệt là cộng đồng của người khiếm thị rất là cần nhiều sự giúp đỡ của các bạn nhóm Ngọc trong tim. I have a long history working with people with disabilities. And now I'm focusing on the blind community. I started with students, and now I'm paying attention to babies, premature babies who are having eye problems. Tôi làm việc với người khuyết tật đã bao năm rồi, nhưng mà bây giờ thì tôi đang chú tâm vào người khiếm thị. Tôi đã bắt đầu sự chú tâm của tôi với học sinh, nhưng mà bây giờ tôi đang làm việc với các trẻ em sơ sinh, bởi vì có những em đã chưa sinh mà đã bị khiếm thị rồi, thì chúng tôi đang cứu những em đó. As blind students, please voice yourself to Thanh Lê and the group.
because I think that this group here is a way to start raising awareness of your needs. Các em học sinh khiếm thị, các em học sinh khiếm thị hãy nghe đây. Chúng ta, các em phải nói lên những nhu cầu của mình, nói lên tiếng nói của mình với anh Thành Lệ hay là nhóm Ngọc Trung Tim hay là các tổ chức thiện nguyện để mình được những cái gì mình muốn. Yeah, cảm ơn. Và bây giờ mời anh Phước bên kia mới bước lên mới tới. Có một cái quán tên là Trưng Quê do vợ chồng ảnh mở khai trương trong mọi lần tháng 9 này hay là tháng 8 anh làm thịt sớm để đón các em nơi đó có ca nhạc nè, rồi có uống nước dừa, ăn trái cây, mật ong và những loại trà phải nói là không có chất hóa chất. Và hãy ủng hộ mình nhân dắt từ Phước bên kia, một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Phước bên kia. Dạ, Phước Bến Tre rất là vui được gặp toàn thể các anh chị có mặt hôm nay. Thì như anh Lễ nói là Phước Bến Tre có mở một cái điểm du lịch nhỏ nhỏ là ở đó là chân quê, chân gì là chân chất, là người miền quê ở Việt Nam nói chung cũng như là miền Tây Nam Bộ nói riêng là nói chân chất. À, mọi người khi mà tới chỗ đó thì sẽ thấy được cái không khí tình quê nó ấm áp. Cũng như người dân Nam Bộ, như mấy ông già Nam Bộ hát cái bài tôi ghét đôi chiêu bông mà cõi lòng tan nát. Dạ, để là quý vị có mong là tất cả mọi người sẽ đến hết luôn nha, tới nhà Phước Bến Tre chơi. Dạ. Đây là một người bạn, cũng là một người đồng nghiệp. Đối với Thành Lệ, anh như là một người thầy. Bởi vì Nguyễn Đức Đạt. Nguyễn Đức Đạt sinh năm 1970 tại Việt Nam, được câu lạc bộ Bừng Sáng thu dưỡng và được học nhạc năm 11 tuổi. Năm 1991 cùng em gái qua Mỹ thi dựng con lai định cư ở California. Năm 1993 đoạt giải thưởng sáng tác của Disney. Năm 94 đoạt giải độc tấu Guitar California, là một trong ba tay guitar xuất sắc nhất của giải nghệ sĩ trẻ Panasonic 96-97, cử nhân âm nhạc Đại học Fullerton, California năm 99, được báo Orange County Register chọn là một trong 15 nhân vật tiêu biểu cho nền văn hóa đa dạng quận Cam trước thềm thiên niên kỷ mới. Có một vợ, một con, sống lạc quan yêu đời và yêu người, ước mơ trở thành một giáo sư âm nhạc và nhà soạn nhạc cổ điển. Lần đầu tiên Nguyễn Đức Đạt, đây là lần thứ hai về thăm gia đình sau 13 năm anh Đạt mới về. Và Nguyễn Đức Đạt như thế nào thì chút lúc nữa các em, các bạn, các anh chị cứ hỏi Nguyễn Đức Đạt. Và Nguyễn Đức Đạt vừa nói vừa chơi nhạc, vừa bất cứ những nhạc cụ nào để trong ngày hôm nay. Các em nhớ nha, các em giơ tay lên, chúng ta đăng ký để hỏi Nguyễn Đức Đạt kỹ năng của người khiếm thị, hoặc là cách sống ở bên Mỹ, hoặc là anh Đạt về đây sống như thế nào và những gì khó khăn của người khuyết tật cũng như người khiếm thị. Một tràng vỗ tay thật lớn đặc biệt cho người khách Nguyễn Đức Đạt. Thứ nhất em chào thầy Phong, giám đốc của trường Thiên Ân. Em chào thầy Phong. Hello Grace, yeah, awesome. Và chào các anh chị đang có mặt ở đây và cuối cùng là chào các em, yeah, các em. How are you? Yeah, các em khỏe không? Khỏe. Nói lớn tiếng nha. Một cái kinh nghiệm của anh Đạt trong cuộc đời khiếm thị là phải nói lớn tiếng mình muốn gì. Hey. Khỏe. Đúng rồi đó. Nhưng mà tôi nói chứ không phải hát. Ông đã không vui lắm giờ. Nói chung là cái cuộc đời của người khiếm thị nói riêng, mọi người khuyết tật nói chung là phải lên tiếng, đúng là cũng phải lên tiếng. Người ta không biết mình muốn gì sao người ta giúp, không? Cái sự thành công của mình là không biết thì hỏi. Không có sợ câu hỏi ngu mà chỉ sợ câu trả lời ngu thôi. Ông Đạt này có nhiều câu giống vậy lắm. Dạ, không sao. Cuộc sống của người khuyết tật
khiếm thị thì có cái gì cần nhất em? Có một cái dụng cụ gì cần nhất các em biết không? Cái gậy. Nó lớn rồi. Cái gậy được đó, đó nè. Thì tôi không biết tại sao anh đã gặp rất là nhiều người khiếm thị tại Việt Nam không xài gậy. Xấu hổ mà mắc cỡ gì vậy? Tại người ta được dắt đi á. Trời ơi. Đó vậy đó. Cái đó thì được. Giống như là thích cái gì nắng cái đó thì được, nhưng mà khi chưa tới lượt mình thì chưa được. Không, em nói đúng đó. Tại nhiều khi ý lại có người dắt đi đấy, đúng không? Có người dắt đi thành ra. Nhưng mà ở bên Mỹ không cần biết là có người dắt đi hay không, người khiếm thị cũng phải có gậy. Nó có hai loại gậy. Gậy ở bên Mỹ thường thường người khiếm thị xài là một cái gậy cao, tức là bằng với cái càm cũng của cái người sử dụng, tới càm rồi chứ không phải nhỏ xíu như ở Việt Nam đâu, tới càm rồi. Còn một cái gậy nữa là để cái đó, cái gậy tới càm là cái gậy để đi đường, đi một mình để rất là an toàn. Cái gậy nó to và nó dài tới càm, rất là cứng. Còn cái gậy thứ hai là cái gậy để đi chơi với người bạn của mình, đi tiệc, đi đám cưới như này nọ. Cái gậy nó nhỏ hơn, đẹp, đi chơi thôi, nhưng mà giống như cái đó nó kêu là cái gậy để nhận định cái người này là khiếm thị thôi.